Các quý vị, biến khu chợ thành nơi sáng tạo nghệ thuật. Tin từ Jerusalem do Thái, từ sáng sớm cho đến tối mịt, khu chợ Mahan Yehuda, một trong những địa điểm mua sắm nổi tiếng nhất tại Jerusalem của do Thái, thường có đông nghẹt du khách và người mua sắm địa phương. Khi màn đêm buông xuống, các chủ cửa hàng kết thúc một ngày buôn bán và đóng cánh cửa kim loại xuống, thì nơi đây lại trở thành một điểm sáng tạo của Solomon Susa, một nghệ sĩ 22 tuổi sinh tại London. Susa cho biết họ đã bắt đầu dự án biến những cửa hàng này thành một khu trưng bày nghệ thuật vào ban đêm khoảng một năm trước với những nhân vật lấy cảm hứng từ lịch sử. Trong năm qua, với sự giúp đỡ của anh bạn Beryl Ha, người đưa ra ý tưởng này, Susa đã vẽ trên mặt tiền của 140 cửa hàng từ những vị anh hùng trong kinh thánh cho đến những vị cựu thủ tướng của Do Thái. Dụng cụ để Susa thực hiện tác phẩm của mình vào mỗi đêm là hàng chục bình sơn và chiếc điện thoại thông minh. Để thực hiện dự án này, cả hai đã phải xin phép các chủ cửa hàng của họ vẽ lên các cửa hiệu. Việc vẽ lên cánh cửa của cửa hiệu đã biến nơi đây thành một thế giới kỳ diệu. Thực hiện điều này một cách miễn phí, Zusa nói anh đang tìm nguồn cảm hứng để tạo nên sức sống cho khu chợ. Anh cũng hy vọng rằng sẽ kêu gọi được nhiều nghệ sĩ khác cùng góp sức tạo nên những tác phẩm tại khoảng 200 cửa hiệu còn lại.